Không chỉ tiên phong trong sản xuất chế tác đá quý, tập đoàn Doji còn là doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực vàng bạc. Với tiềm lực tài chính vững mạnh, năng lực quản lý vượt trội, tập đoàn đã xây dựng được hệ thống kinh doanh ở nhiều tỉnh thành trong cả nước và được uy tín và niềm tin với xã hội và người tiêu dùng. Doji luôn đón đầu xu thế, không ngừng nâng cao sức mạnh thương hiệu, mở rộng hệ thống phân phối, tập trung đầu tư thiết bị và công nghệ sản xuất để chiếm lĩnh ưu thế trên thị trường là một trong những doanh nghiệp hàng đầu về lĩnh vực vàng bạc và đá quý thì chúng tôi coi rằng là mình cần phải tiếp tục duy trì và xây dựng cái thương hiệu này một cách bền vững và cái quá trình này đó là một cái quá trình không ngừng nghỉ và tới nay những thương hiệu của doji đã được người tiêu dùng và chừng người tiêu dùng họ cảm thấy rằng họ miến mộ họ tín nhiệm họ yêu quý cái thương hiệu đấy bởi vì xuất phát từ chất lượng sản phẩm giá cả cạnh tranh tôi cũng coi rằng đấy là một cái niềm vinh dự và quá trình xây dựng thương hiệu của doji không chỉ đối với những sản phẩm mà hiện nay chúng tôi đã ra mắt trên thị trường và chúng tôi tiếp tục xây dựng ở trong hai cái nhóm chính là thương hiệu mẹ là thương hiệu của tập đoàn vàng bạc đá quý Doji và các thương hiệu nhánh là các thương hiệu sản phẩm những thương hiệu này một khi nó đi sâu vào trong thị trường được sự mến mộ của khách hàng thì tôi nghĩ chắc chắn đấy là một cái thành công và đây là một cái mục tiêu mà chúng tôi hướng tới một cách lâu dài với tổng công ty thương mại Hà Nội Hapro trải qua 10 năm xây dựng và phát triển tổng công ty đã trở thành một doanh nghiệp có bước phát triển vững chắc và tạo được vị thế trên thị trường các chỉ tiêu kinh tế tăng trưởng từ 2 đến 4 lần so với năm đầu thành lập. Trong 10 năm qua, tổng doanh thu của Hapro ước đạt 69.846 tỷ đồng. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu ước đạt 2,6 tỷ đô la Mỹ. Lợi nhuận trước thuế đạt 534 tỷ đồng. Nộp ngân sách nhà nước 10 năm ước đạt 2.418 tỷ đồng. Mỗi đơn vị có một cái điều có cái kinh nghiệm riêng, cái cách làm riêng, riêng tổng tin thương mại Hà Nội chúng tôi xác định là việc xây dựng cái thương hiệu của tổng công ty thì gắn liền với xây dựng những cái thương hiệu nhánh, thương hiệu con. ví dụ ngoài cái thương hiệu HaPro chúng tôi cũng phát triển rất nhiều cái thương hiệu. cái thứ hai nữa là rất là chú trọng cái việc duy trì cái chất lượng cái sản phẩm và dịch vụ và chúng tôi cho đây là cái điều kiện sống còn của thương hiệu. cái dịch vụ phải mỗi ngày một sáng tạo và cải tiến để nó làm sao đáp ứng được tốt nhất cái nhu cầu của người tiêu dùng. đặc biệt là chúng tôi tham gia các cái chương trình uh, như là bán hàng nông thôn, các cái hội nghị các cái diễn đàn để chúng tôi cũng tranh thủ quảng bá thương hiệu Hapro đến với cả tất cả những cộng đồng quân chúng. Thực tế, các doanh nghiệp đạt thương hiệu quốc gia đã luôn nỗ lực nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của thương hiệu cũng như việc tăng cường năng lực trong xây dựng quảng bá bảo vệ thương hiệu sản phẩm của chính mình, tích cực giúp các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế, các hiệp hội ngành hàng tiếp cận với người tiêu dùng tại thị trường trong nước và thế giới mang tới người tiêu dùng những sản phẩm, dịch vụ chất lượng tốt, mẫu mã đa dạng, phong phú, giá cả hợp lý, quảng bá tiềm năng thế mạnh của vùng, địa phương và ngành hàng. Tôi nghĩ là uh, các cái doanh nghiệp xây dựng cái thương hiệu, thương hiệu của mình tốt thì sẽ hỗ trợ cho thương hiệu quốc gia và ngược lại thương hiệu quốc gia nổi tiếng thì cũng làm các cái thương hiệu Việt Nam nổi nổi tiếng theo. Do vậy chúng tôi nghĩ đây là vấn đề hai chiều và đối với trách nhiệm của doanh nghiệp thì là rất quan trọng và chúng tôi nghĩ là nhiệm vụ. Ừ, rất là uh, giúp rất lớn cho việc thương hiệu quốc gia chúng ta phát triển, thì chúng tôi nghĩ là hai việc đó luôn luôn hỗ trợ vào nhau và trách nhiệm của doanh nghiệp phải xây dựng được cái thành công của doanh nghiệp mình. Cái việc là nhận biết một quốc gia ngoài yếu tố chính trị văn hóa, thì những thương hiệu, những sản phẩm khi nó càng có uy tín đối với thị trường trong nước và thị trường quốc tế, thì cộng đồng quốc tế thế giới họ sẽ nhìn nhận quốc gia đó thông qua các thương hiệu. Vì vậy cho nên là cái vai trò của doanh nghiệp Đối với thương hiệu quốc gia ngày càng trở nên rõ nét và chương trình thương hiệu quốc gia chỉ có thể thành công nếu có sự đóng góp rất là tích cực. Và ngược lại, chương trình thương hiệu quốc gia nó sẽ mang lại được cái uy tín và càng khẳng định được sự công nhận mang tầm cỡ quốc gia đối với những sản phẩm họ đã đạt được cái chất lượng tốt. Việc đạt danh hiệu thương hiệu quốc gia là vinh dự nhưng cũng là trọng trách rất lớn của cộng đồng doanh nghiệp. Đối với các doanh nghiệp đạt thương hiệu quốc gia, chính phủ càng kỳ vọng ở các doanh nghiệp sức phát triển và vươn lên mạnh mẽ trong phát triển sản xuất kinh doanh cũng như trong việc phát triển thương hiệu doanh nghiệp và thương hiệu quốc gia. Các doanh nghiệp đạt thương hiệu quốc gia trước tiên cần phải chiếm lĩnh thị trường nội địa vì đây là thị trường hết sức tiềm năng. Việc xây dựng được thương hiệu ở thị trường nội địa sẽ là bàn đạp để doanh nghiệp tiến công mạnh mẽ hơn ra thị trường thế giới. Chương trình thương hiệu quốc gia là chương trình duy nhất của chính phủ Việt Nam. Đây là một chương trình xúc tiến thương mại dài hạn nhằm xây dựng quảng bá tên thương mại chỉ dẫn địa lý và nhãn hiệu hàng hóa dịch vụ của người việt nam trên thị trường trong và ngoài nước